Chào cô chú anh chị nha, em về em có cái máy xịt này. Máy xịt cao áp. Đầu nổ nó là đầu nổ. Cột đẹp quá mọi người. Robin EH12 nha mọi người nha. Tokyo Japan. Quay. Đẹp quá mọi người ơi. Này về dọn vệ sinh ra thì nhấc cái nách cá sấu seri đẹp. Zin hết nha mọi người. TA315 tầm 3 ngựa. Cái đầu nén này. Zin hết ha. Con này 3,5 triệu nha mọi người nha. Cái bộ này 3,5 triệu nha. Anh em nào làm thì báo em. Đó, đẹp.